tạ cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Trước đó trong phiên luận tội vụ Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ. 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Bên cạnh đó, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị áp dụng hình phạt mới giảm nhẹ đối với 22 bị cáo ăn năn hối cải, nộp tiền khắc phục kể từ sau phiên luận tội. Được biết phiên đối đáp giữa viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa và luật sư vô cùng nóng bỏng, đặc biệt liên quan tội tham ô tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã rất lão luyện khi cho rằng tội danh tham ô tài sản với thân chủ là không chính xác. Cụ thể, theo điều 353 Bộ luật hình sự, chỉ người có chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý mới kết vào tội tham ô tài sản, trong khi Trương Mỹ Lan hoàn toàn không giữ chức vụ gì trong ngân hàng SCB nên không thể bị quy kết tội này. Viện kiểm sát đối đáp sắc bén rằng luật sư tách bị cáo ra khỏi hệ thống SCB và tiếp cận theo góc chức vụ quyền hạn, còn Viện Kiểm sát tiếp cận theo hướng rộng hơn, xem xét toàn bộ cơ cấu bộ máy SCB. Với Điều 353 Bộ Luật Hình sự, quy định người nào có chức vụ quyền hạn, tức tách hai vế, hai chủ thể, chứ không phải có chức vụ và quyền hạn tức chỉ cần một vế chủ thể là cán bộ công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ có quyền hạn. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Lan không có chức trong SCB nhưng lại có quyền ở SCB. Đối với phần báo chữa của một luật sư bảo vệ Trương Mỹ Lan nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử thấy đề nghị tử hình, một nữ doanh nhân đại diện viện kiểm sát đáp trả sắc lẹ. Luật sư không biết rằng chưa bao giờ trong lịch sử có một nữ doanh nhân sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền lớn đến mức không có từ nào để diễn tả. Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB đã tạm dừng để hội đồng xét xử tiến hành nghị án. Bên cạnh đó, chủ tọa cũng thông báo các luật sư, bị cáo và những người có liên quan có thể bổ sung thêm tài liệu hoặc những tình tiết mới thông qua thư ký phiên tòa. Qua đó, hội đồng xét xử sẽ có thêm những xem xét, đánh giá trong phần nghị án. Như vậy, các bị cáo sẽ chờ đợi hội đồng xét xử tuyên án trong một tuần. Đây là khoảng thời gian các bị cáo sẽ hồi hộp và lo lắng cho bức án mà tòa tuyên cho bản thân mình với những vi phạm đã gây ra. Tại tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm hội đồng xét xử đã giảm án cho cả năm bị cáo vì có tình tiết giảm nhẹ mới. Tại phiên tòa, bà Hằng tươi tắn, dạng dỡ với nụ cười tươi, làn da trắng sáng, răng đính kim cương, môi đỏ mọng, đôi tai nổi bật với hai khuyên tai nhỏ xinh. Bà bày tỏ sự ân hận khi thực hiện hành vi phạm tội, cũng như niềm hạnh phúc nếu được giảm án dù chỉ một ngày. Theo dõi phiên tòa, nhiều người thắc mắc là luật quy định sao về quyền của người đang chấp hành án. Họ được thăm gặp, nhận đồ tiếp tế ra sao. Trả lời vấn đề trên, thạc sĩ luật sư Nguyễn Trương Văn Tài, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phạm nhân có các quyền theo khoản 1 điều 27 Luật thi hành án hình sự năm 2019, trong đó có quyền được bảo đảm chế độ ăn ở, mặc đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo đúng quy định, gửi, nhận thư, nhận quà, tiền, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. Đồng thời, phạm nhân có các nghĩa vụ như chấp hành bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân. Về vấn đề thăm gặp, theo khoản 1 điều 52 luật thi hành án hình sự năm 2019, thì phạm nhân sẽ được gặp thân nhân một lần một tháng, mỗi lần gặp không quá một giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân có thể kéo dài thời gian gặp thân nhân nhưng không quá 3 giờ hoặc được gặp vợ chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm một lần trong tháng. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì hai tháng được gặp thân nhân một lần, mỗi lần không quá một giờ. Những người được gặp phạm nhân gồm ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng, bố mẹ nuôi hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp, anh chị em ruột, anh chị em dâu rể, anh chị em vợ hoặc chồng, cô dì chú bác gậu cháu ruột. Người thân khi đi thăm phạm nhân được mang đồ vật vào nhà gặp phạm nhân nhưng không được mang các đồ thuộc danh mục cấm như vũ khí quân dụng, súng săn, chất gây mê, chất cháy, các chất cấm. Trường hợp được gặp phạm nhân ở phòng riêng, người thân chỉ được mang các vật dụng cá nhân như quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lực nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nếu gặp vợ hoặc chồng theo khoản 2 điều 6 thông tư 14 năm 2020 TTBCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân. Về đồ gửi cho phạm nhân, theo điều 52 luật thi hành án hình sự năm 2019, khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Do đó, thân nhân có thể đem theo thư, tiền hoặc các đồ vật khác miễn là pháp luật không cấm để gửi cho phạm nhân những đồ này phải được kê khai vào phiếu gửi đồ vật cho phạm nhân, đồng thời thân nhân phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về đồ vật được gửi. Cũng cần lưu ý, khi gửi tiền mặt cho phạm nhân, số tiền này sẽ không được đưa trực tiếp cho phạm nhân để tiêu, số tiền này sẽ được bàn giao về đội hậu cần, tài vụ quản lý và được tính vào sổ mua hàng hóa của phạm nhân để người này có thể mua các đồ ăn, vật dụng được bán tại căng tin của trại giam. Mỗi lần gặp phạm nhân, thân nhân chỉ được gửi tối đa 5 kg đồ vật. Ngoài ra mỗi tháng, người thân cũng được gửi tiền và đồ vật cho phạm nhân 2 lần với mỗi lần không quá 3kg. Nếu gửi một lần thì được gửi tối đa 6kg, theo Điều 9, thông tư 14 năm 2020, TTBCA. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh nguyên bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp, bộ lao động thương binh và xã hội. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra trung ương cũng cảnh báo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng. Dương Đức Lân, nguyên bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng, tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Phạm Quang Phụng, Bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, bà Phạm Thị Hải Truyền, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, ông Huỳnh Văn Tý, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước đó, tại kỳ họp thứ 37 Hội đầu tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện theo ủy ban kiểm tra trung ương những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các nhân sự trong đó có ông Nguyễn Hồng Minh. Ông Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1960, có nhiều năm công tác tại Tổng cục dạy nghề, nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020. Mới đây, tại Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự, trong đó có công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về Ban dân vận tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bên cạnh đó, Ban Bí thư đã điều động chỉ định ông Trần Huy Phương, vụ trưởng vụ tổng hợp cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông Phương được phân công giữ chức thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và giới thiệu để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, về trường hợp của ông Nguyễn Công Thắng, vào tháng 10 năm ngoái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kết luận vi phạm của ông này. Theo đó, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, hay có thể hiểu là giấy công nhận văn bằng giả và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng và báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương.